Tại giờ đang đi nửa đường, cháu đã cháu Bảo Long đã chút hơi thở cuối cùng rồi nha cả nhà. Cháu đã ra đi rồi thì mấy anh em cố gắng hết sức để mà chạy để nhanh nhất có thể đưa cháu về tới quê nhà để gặp người thân, nhưng mà anh em đã cố gắng hết sức rồi. Cái vấn đề này thì bác sĩ cũng đã dự báo biết trước là cháu sẽ ra đi, không biết về tới kịp ở nhà không. Chào cả nhà. Hiện tại bây giờ là 20 giờ của ngày 14 tháng 5 năm 2021. Thì con bé Đạt và anh Trọng Thuận có nhận được một ca là một em bé ở bệnh viện Nhi đồng thành phố xin xe về Nha Trang. Thì con được biết thông qua người nhà là bé đang nằm ở trong lọc kính, thì có khả năng bé mất rất là cao, nên anh em tụi con tranh thủ chuẩn bị trước cho bé một cái áo quan nhỏ. Bây giờ là hai anh em tụi con đi qua lấy áo quan cho cả nhà. Dạ, Tâm Hận chào cả nhà. Thì hiện tại bây giờ hai anh em đi qua bên chỗ chạy hòm để lấy cho bé một cái quách. Thì hoàn cảnh của bé thì nói chung là xin xe rất là lâu rồi, xin xe rất là lâu lâu rồi, nhưng mà bây giờ rất là ngạc nhiên khi bé chưa có về về quê hương của mình. Thì hôm nay quay lại chiếc xe cứu thương không đồng, xin chiếc xe cứu thương không đồng, thì chỗ chú Phát á, rất là ngạc nhiên. Bé nó rất là tội và hoàn cảnh gia đình cũng rất là tội. Núm ruột mình rút ra thì trong thời gian nó cố gắng điều trị biết đến hôm nay thì gia đình cũng hết khả năng rồi. Bây giờ anh em qua lấy cái quách để mà chút nữa sư phụ sẽ đi ca này. Thì con mời quý vị khán giả cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi những video sau của ca bệnh này nha cả nhà. Chào quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì hôm nay đồng hành trên chuyến xe 05 thì do sư phụ áp bộ sen để mà đi ca này. Thì con mời sư phụ chia sẻ ca này cho quý vị khán giả biết sư phụ. Hello, xin chào quý vị khán giả. Tám tuổi lại có mặt nữa đây, tiếp tục hành trình trên những cung đường phụ giúp với là mấy đứa em phụ tài xế dài về trong từ tháng 4 tháng 5 này xe hoạt động hết công sức, không đủ xe để mà chạy luôn. Mấy anh em cũng đuối cho nên sang thường xuyên để mà tham gia, để mà hỗ trợ mấy anh em thay phiên nhau để mà nghỉ ngơi để đổi tài. Thì ngày hôm nay thì cái lộ trình của Tám Tuấn và Trọng Thận Bắc Giới Đạt Cà Lâm sẽ đi hai xe, một xe chở áo quan, một xe chở một bé. Nghe đi. Dạ nghe phải rồi. Thì
cái xe chở một bé thì cái bé này sinh ra dạ, thì cái đó là nhà, dạ. Kém may mắn nằm lọc kính dạ. Suốt nhiều tháng qua đến gia đình càng kiệt, cha mẹ cũng càng kiệt, hết cách chạy chữa, bác sĩ cũng đã tận lực hết sức tại bệnh viện Nhi Đồng 3 là bệnh viện thành phố. Thì hôm nay là cái ngày cuối cùng để mà đưa em về quê nhà và rút ống nha. Thì coi như mọi thứ Sơn chỉ nói một từ là rất đau lòng. Cháu bé đã kém may mắn sinh ra là chỉ sống suốt ở trong lồng kính. Và bây giờ tiếp tục là chỉ được vài tiếng đồng hồ từ ở Sài Gòn đưa về Khánh Hòa, Nha Trang để mà tiếp tục chuyển qua một cái chiếc áo quan. Gia đình cũng mong muốn đưa cháu về nhà để đi tăng liệm. Đó là một cái câu chuyện thật sự bất cứ ai cũng không mong muốn cái điều này, nhưng mà mỗi người đều có một cái số. Thì mong rằng với cái phần phước thiện quý báu của tất cả quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, cùng với tất cả anh em Hội Thiện Nguyện BDS xin chia phước đến cháu, mong cháu ở nơi chính suối luôn được an nghỉ và sớm chấm dứt mọi sự oan trái, sớm chấm dứt mọi sự khổ đau, sớm chấm dứt mọi sự khổ thân để được nương tựa vào con đường giáo pháp, để được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Đó là những gì Sang cũng như thay mặt cho quý cô chú anh chị Mạnh Quân, anh em Hội Thiện Nguyện BDS và thay mặt luôn kể cả quý vị khán giả gửi đến cho cháu. Còn câu chuyện như thế nào, mời quý vị tiếp tục hãy dõi theo màn hình để xem câu chuyện ra sao nha. Xin mời cả nhà, lộ trình của Sang đi thì lần này thì đi về gần cả ngàn cây số, cho nên thì đường đi cũng hơi dài, chắc có lẽ là tới tối ngày mai và sáng mai anh em mới có mặt ở Sài Gòn. Thì giờ này là hiện tại nó là 9:15, giờ mấy anh em chuẩn bị lên đường nha cả nhà. Dạ đã tới bệnh viện Nhi Đồng thành phố rồi nha cả nhà. Vô là nó nhầm. Rồi điện thoại cho người nhà. Đã tới nơi nha cả nhà. Rồi mẹ đâu, mẹ lên trên cái băng ca nè, ngồi đi, ngồi giữa đi cho bé nó lên lên đấy. Mẹ ngồi giữa băng ca, bỏ dép ra ngồi băng ca luôn. Bỏ cái băng ca ghế giữa lên cho mẹ ơi. Mẹ tí xíu nữa ngồi chịu khó bỏ hai chân qua bên chỗ băng ca, ngồi hướng ra trước á, ngồi lên băng ca luôn để chịu con mình. Là miễn phí 100%, cũng như là áo quan luôn cũng cho hết luôn 100%, rồi không có tốn tiền gì hết nha. Rồi để mình nói trước cho nó rõ cái vấn đề này. Rồi thứ hai nữa, người nhà đi trên xe có nước nồi, ai có say sống có thuốc uống. Rồi người nhà có đi xe có ai bị say sống không? Dạ có thuốc. Có thuốc là uống rồi đúng không? Rồi ngồi đằng sau có chuyện gì gõ kiến đằng trước mấy anh em gần lại nha. Dạ. Rồi như vậy ha. Dạ. Bây giờ lên đồ còn thiếu quên gì nữa không? Dạ. Rồi. Rồi cưới. Rồi giờ xong rồi lên đường nha cả nhà. Alo, xin chào cả nhà. Giờ sang trong tập trung với chạy xuyên đêm. Rồi chắc có lẽ ca này ông chạy xuyên suốt không có ngừng nghỉ nha cả nhà. Thì vì cái gia đình của cháu bé cũng như sức khỏe của cháu bé là coi như là chỉ còn tính bằng dây nữa thôi nha cả nhà. Cho nên thì đang cố gắng hết sức để đưa cháu vượt về tới nơi nhà này để gặp gia đình lần cuối. Rồi mới đưa cháu ra
cái nơi ăn nghỉ cuối cùng. Thôi cháu sao lên nha cả nhà. Đây bà nội với lại ba với lại mẹ. Cho nên cái trường hợp này Sang sẽ tranh thủ chạy xuyên đêm nhanh nhất có thể về tới Nha Trang, nhưng mà sẽ không phỏng vấn từ đây cho tới Nha Trang khi mà xong việc Sang mới hỏi tình trạng như thế nào, rồi tranh thủ chạy nhanh nhất có thể rồi để mà đưa người nhà đi. Và mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi cái hành trình của hai xe bốn này tròn, thì tí xíu nữa còn một xe nữa là nó đang đi trước. Mời cả nhà tiếp tục hành trình nha cả nhà. Dạ thì xe đi trước chở cái quách hẹn nhau ở trên cao tốc rồi nha cả nhà. Thì xíu nữa Thác Tùng vô xe số 5 với xe số 1 sẽ đi chung về thành phố Nha Trang. Mời cả nhà theo dõi và tìm hiểu câu chuyện và những video sau nha cả nhà. Rồi gặp được xe số 1 trên cao tốc rồi nha cả nhà. Thác Tùng đi chung luôn nha cả nhà. Nha Trang Thần Tiến. Giờ là bốn thầy trò Nha Trang Thần Tiến, một xe chở cái quách, một xe chở bé nó về Nha Trang. Mời cả nhà theo dõi hành trình xuyên đêm của mấy thầy trò nha cả nhà. Tại giờ đang đi nửa đường, cháu Bảo Long đã chút hơi thở cuối cùng rồi nha cả nhà. Cháu đã ra đi rồi thì mấy anh em cố gắng hết sức để mà chạy để nhanh nhất có thể đưa cháu về tới quê nhà để gặp người thân, nhưng mà anh em đã cố gắng hết sức rồi. Cái vấn đề này thì bác sĩ cũng đã dự báo biết trước là cháu sẽ ra đi không biết về tới kịp ở nhà không. Rồi gia đình của cháu cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà trong lúc khoảng thời gian nãy giờ chạy trên đường á thì cháu nó ra đi, người cha đó chết lặng, người cha với người mẹ chết lặng rồi. Thì cháu kém may mắn hơn bao nhiêu người khác khi sinh ra thì suốt 5 tháng qua được nằm ở trong lồng kính. Rồi gia đình cũng chạy hết tiền rồi, hết tiền rồi để mà chạy chữa là coi như là không còn đường để nào mà tiếp tục để duy trì trong cái việc mà tiếp tục chữa trị. Thì tới giây phút này khi mà nãy giờ xuất viện tại bệnh viện Nhi Đồng 3 thì gia đình cũng còn thiếu tiền lại bệnh viện, các bác sĩ ở chỗ phòng công tác xã hội cũng đã gom tiền cho được ít để đóng tiền viện phí. Nói chung thì gia đình thì nó không đến nỗi mà nghèo mấy, nhưng mà do con cái bệnh tật thì đã chạy dạy tứ phương cạn kiệt hết tiền rồi. Thì mấy anh em ngừng lại để đốt cho cháu cây nhang và bắt đầu mới tiếp tục hành trình nha cả nhà. Đây, cháu bé ngoài sau. Trọng thân. Dạ, con chào cả nhà. Bây giờ bé Nguyễn Bảo Long 10 tháng tuổi, bây giờ mất rồi cả nhà ơi. Bây giờ mới chạy trọ xuống thấp cho bé nén hương để mà cho bé ấm cúng để mà về quê hương nơi nghỉ cuối cùng. Rồi tiếp tục hành trình đi và buộc phải ngừng lại đốt cho cháu cây hương. Thì đêm nay là mấy anh em tiếp tục hành trình xuyên đêm nè, đang ngoài quốc lộ. Nói chung là đang chạy ngoài quốc lộ á thì cháu nó chút hơi thở cuối cùng thì buộc Sang phải ngừng lại để mà đốt nhang cho cháu rồi bắt đầu tiếp tục đi tiếp. Cố gắng hết sức rồi nhưng mà cháu nó mất dọc đường rồi cả nhà ơi. Chuyện này
hết sức. Điều này thì gia đình cũng đã báo trước với lại bên bác sĩ đã báo trước tin này cho gia đình rồi, gia đình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên anh em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cái ca này rồi nha cả nhà. Thì bây giờ mà cả nhà theo dõi thầy trò đưa bé nó về, người cha đã chết lặng rồi, người cha chết lặng không không còn khóc nước mắt gì để khóc nữa hết trơn á cả nhà ơi. Thì bây giờ đưa thẳng bé về ra ngã tiền nghĩa trang luôn cả nhà ơi. Công giáo của em là cha sở quản lý. À, dạ. Cha quản lý. Và nghĩa trang như vậy là cha sở là đứng đầu. Cha sở quản lý cái khu nghĩa trang này. Dạ. Ví dụ ai mất rồi có cho về đây chôn. Dạ đúng rồi. À. Là cấp đất cho chôn. À, cấp đất cho chôn. Dạ. Và đạo phần là mình chôn thai nhi với người lớn luôn hay sao? Dạ người lớn, đất rộng lắm anh. Có cái phần này là cụ riêng thai nhi. À, cha ưu tiên riêng cho thai nhi, xuống dưới kia là 1000 mộ. Rồi khi mà gần hết đất là mình sẽ làm một cái mô hình khác. À, từ đây xuống dưới là phải 1000 mộ. Dạ, xuống sâu rồi, dạ. Nếu mà xây theo cái mô hình này là 1000 mộ. Còn không xây theo cái mô hình này thì gần hết đất là mình sẽ làm một cái mô hình khác. À. Dạ. Ở đây được bao nhiêu mộ rồi? Dạ, 275 là mới được hơn 1 năm thôi. 275 mộ. Cái khúc ở dưới này khi nào mới triển khai làm tiếp là, khi nào em làm xong tới cái hàng đó còn 10 cái là bắt đầu thợ làm tiếp 2-3 hàng nữa. Yeah. Dạ là tức là mình làm tới chừng nào thì làm chừng đó thôi. Yeah. Xong cái nào là thợ ngày mai lại thợ ra làm cái đó. Thì cái này cũng là cái quỹ bên đạo. Dạ không, mới đầu làm là cha sở, tức là cha sở là đứng ra làm, em thì là người đi
tiếp nhận các con về và tắm rửa ở chăm sóc các con, còn phần xây dựng là cha sở. Và mới đầu là nhận là miễn phí hết, thế sau này nhiều á, chi phí cao thì các ân nhân họ muốn cùng nhau để làm á, thì các ân nhân dạ có lòng để ủng hộ thì ủng hộ, thì bắt đầu em sẽ ghi lại cuốn sổ và cái quỹ đó là cha sở quản lý, là để xây dựng thai nhi, xây dựng và chăm sóc các thai nhi. Dạ mình làm một mảng như vậy, mình tính một cái phần mổ của thai nhi hay là tính dạ không một tính cái... một cái như vậy, con tính hết luôn là 1 triệu anh, một mổ nhỏ, một mổ nhỏ như là 1 triệu. Dạ, là công thợ rồi tất cả mọi thứ luôn á, là luôn làm hết tất tần tật luôn là 1 triệu. Dạ, một cái mổ hoàn thiện như vậy là 1 triệu. Dạ. Dạ, ví dụ trước khi em đi nhận thai nhi thì em sẽ gọi cho cha, em nói là giờ con đi lấy thai nhi bao nhiêu bé thì cha sẽ đặt tên thánh. Dạ. Kiểu. Một năm. Ở đây cha dự định là làm 1000 mộ. Dạ không, hết cái đất mà quy hoạch á, tại vì hồi xưa ở đây là cái đồi núi. Cái đất này là quy hoạch ra. Rồi hết cái đất quy hoạch là được 1000 mộ. Rồi tiếp nữa thì mình còn đất nữa thì mình làm cái mô hình khác. Đất nhiều lắm anh, rộng xuống cái kia. Anh ra bên này anh coi cái bờ kè. Anh nhìn cái bờ kè là anh biết là nó kinh khủng nó chỗ nào. Tại cái đất này nó rất là kiểu đất đồi đất núi á, và đá là đá mà khi mà khai hoang lên là đá to lắm mà chẻ ra hết rồi. Dạ. Cái bờ kè là anh thấy sâu xuống dưới đó, không có đo đó anh, tự quy hoạch ra thôi, khi mình làm nên là mình đo rồi mới đúng chính xác là 1000 mộ luôn. Dạ. Anh bỏ cái tay xuống dưới này, cái mô hình là xây những cái ngôi mộ giống vậy này anh tới nhà. Rồi anh kê lên nữa. Em giữ đặt tên thánh. Đặt tên thánh hết luôn. Rồi 275 mộ rồi nha cả nhà. Khu vực của bên đạo giáo. Thì vậy khu vực đất này là sẽ được vĩnh viễn không ạ? Dạ chắc có thể là như vậy. Cũng may mắn là em cũng có nhiều ân nhân thương. Nhiều ân nhân thương các thai nhi á. Rồi cũng đồng hành. Như tính ra bây giờ mình làm được thêm được khoảng chừng bao nhiêu mộ nữa? Là sao? Nếu mà tính ra bây giờ kinh phí của mình á, mình làm được dạ. Thêm khoảng bao nhiêu mộ nữa? Dạ em không biết, thì mình cứ tới đâu làm tới đó thôi. Dạ. Tức là các thai nhi, các con sẽ phù hộ, Chúa cũng sẽ sắp xếp hết. Cho nên cứ hiện để tại là mình tới đâu mình cứ làm tới đó để cho chu đáo, chỉnh chu cho các con là được. Dạ. Để chị sư nó lo cho cháu xong rồi anh nói chuyện với em. Dạ. Cái mình về mình nghỉ đi rồi cái sáng cái mình lên, tại vì 7-8 giờ tối quá. Dạ. Bây giờ mình ngồi đây là mình bệnh. Dạ. Bệnh. Mình tính là tính ở mấy trong cái nhà đó cũng được. Thôi. Không không, ở đây gần nhà nghỉ mà. Dạ. Ở dưới đây một tí nè. Tại chứ nhà em mà to một xíu em đưa mọi người về nghỉ luôn. Dạ, rồi, thôi chia tay gia đình dạ, ha. Em cảm ơn anh sang nhiều với rồi thay mặt cho tất cả quý vị mạnh thường quân với là quý vị khán giả thì chia buồn với anh con nha, ráng cố gắng rồi thì tương lai còn dài, mong sao thì sau này con cái của con luôn lớn khôn khỏe mạnh cùng với ở bên bố với mẹ nha. Hãy gắng cố gắng mạnh mẽ lên để vượt qua cái nỗi đau này. Vậy nha con ha. Chúc anh chào chú. Rồi thôi được rồi con. Rồi. Con đi ra ngoài nhà trọ mình thuê cái nhà trọ nghỉ đi nha. Rồi. Thì qua đây cũng thay mặt gia đình cũng cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân với lời quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại. Ở đây là ngay chỗ cái nghĩa trang của cha.
thì cha cho các con những cái thai nhi đồ về đây để mà hoàn toàn miễn phí, xây sẵn học rồi đó. Thì chắc có lẽ sang đủ nhân viên để sang tiếp cha một tay, thì chắc có lẽ quý vị sẽ chờ thêm cái tin vui, cái video sắp tới sang sẽ làm được gì ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào. Vừa chôn thai nhi xong mà ra về luôn, mà bây giờ là 5 giờ sáng. Chưa phụ bết luôn. Mấy thịt tròn 5:15 đó. Đem cái cháu bé chôn cất xong 5:15 rồi. Sắp bát luôn á. Giờ vô thành phố Nha Trang luôn. Kiếm gì ăn sáng chứ bộ ơi? Ăn sáng rồi xong rồi nghỉ chập mắt chút. Dạ. Sáng mai chạy tiếp. Rồi giờ trong đoạn cho mọi người biết lý do sao hoàn cảnh này như thế nào, sao mình không phỏng vấn không? Dạ. Thì sư phụ trông cất xong rồi sư phụ tay với lại gia đình bằng một cái chào kết thúc thôi. Chú Bộ không phỏng vấn. Lý do sao chú Bộ không phỏng vấn? Con cũng không biết sao chú Bộ không phỏng vấn nữa. Sao chú Bộ không phỏng vấn? Không hiểu à? Dạ có thể là con hiểu nhưng mà nhiều khi con nói không đúng. Con tự đoán thôi. Tại vì con nếu mà con theo như con đi hoàn cảnh nhiều thì con thấy nếu mà nói về một người mà lao động á, chân tay thì con nhìn thấy đối với gia đình này thì không phải là một người lao động chân tay rồi. Đó. Thì con thì con thấy vậy thôi. Nếu mà nói gì mà cơ cực thì cũng chưa đến nỗi nào lắm. Sao nữa? Đó thì con nghĩ là hai quan điểm như vậy thì chú Bộ cũng không muốn tìm hiểu sâu về hoàn cảnh của gia đình. Chỉ mình khả năng của mình giúp đỡ cho gia đình được như vậy thì đến đó thôi, là còn có thể là chia sẻ cho những hoàn cảnh khác, đúng không sư phụ? Cần cháu cần sao sư phụ cần? Thì khi sư phụ hỏi con nói thì con thật sự là con nhìn là con thấy như vậy đó. Thôi chung quá để tìm hiểu là câu chuyện của gia đình á, cháu bé như thế nào, lý do sao mất á, dù không muốn tìm hiểu nữa, họ không muốn hỏi tới, nó không có kinh nghiệm. Khi gia đình của người ta đang ra bối rối thì giờ cha mẹ của cháu bé thì mới sanh được đứa con đầu lòng, và đứa bé là 10 tháng và 5 tháng ở trong lòng kiến. Tuy rằng á ở gia đình này á thì không đến nỗi nào mà cơ cực gì lắm, nhưng mà khi con cái mà người ta đã trời ơi, cái bà này bà không mở cửa nữa, bà đợi tới cái cây bà chặn xong rồi bà mới mở cửa. Cái bà này bà chạy nguyên đêm mình không buồn ngủ, bà ngồi chạm không bà cũng buồn ngủ nữa. Vỗ tay cho bà bán vé thu phí nè. Đúng chưa, không tội đúng không cả nhà? Chung á thì do chăm lo tiền nông về kinh tế và lo vấn đề mà tiền bạc để mà điều trị bệnh cho con thì họ cũng đuối rồi, đuối rồi, nói chung là họ còn hết khả năng, và thậm chí bây giờ xin chỗ có đất chôn từ thiện luôn, chỗ cho đất từ thiện để trang chôn cất miễn phí. Chính vì vậy
về cái câu chuyện của gia đình đó, sổ ổn cũng ngăn hết. Tôi có thể là cha mẹ người ta mất đi đứa con rồi, ta đang trong cái thời khắc này ta đau buồn. Dạ. Thì mình không muốn hỏi sâu vô nhiều, tuy rằng mình chia sẻ những mối hoàn cảnh để cho quý vị khán giả có được cái góc nhìn của mỗi một con câu chuyện, nhưng mà tùy theo câu chuyện rồi để mà mình chia sẻ để mà mọi người biết thêm. Dạ. Nhưng mà những cái câu chuyện như thế này thì mình cũng không có tâm dạ đâu, là mà bụng dạ nào mà để mình ngồi mình hỏi người ta. Hỏi người ta thì ta kể lại người ta càng thêm đau nữa chứ làm gì. Dạ. Thì tốt nhất là thôi ta giúp xong rồi âm thầm ta đi về. Còn đây thì gia đình nói chung thì mình giúp tới đây nói chung là cũng mừng vui rồi. Thì không bao lâu sau họ cũng có thể đứng dậy lên được. Dạ. Nếu như những gia đình mà kêu bằng là làm bế tắc lỗ này kia, bắt buộc là mình phải nhiều chuyện thôi. Dạ. Nhiều chuyện để tìm cách giúp cho họ. Nhưng mà trong câu chuyện buồn có câu chuyện vui đúng không sư phụ? Có điều vui. Hôm nay sư phụ đi là trong cái nỗi buồn cũng có cái một cái niềm vui đúng không? À, đúng rồi. Chắc chắn mình sẽ quay lại rồi. À. Nhưng mà cái này để từ từ cho quý vị biết cái tin vui sau, cái video sau. À. Này, cái nhà thấy không? Chạy tới sáng bét. Tới sáng bét luôn. Để hút cái quán ăn sáng luôn. Hút rồi. Hút rồi. Rồi.